Chào mừng anh em tiếp tục với kênh Hiếu Video Cụ Thái. Thì trong thùng này là cặp Văn Hoa Đảo, hàng mới về với mã số là 242 nha anh em. Văn Hoa Đảo, hàng mới về ngày hôm nay luôn, thì có mã số 242. Cặp này hiện tại đang có giá là 2 chai cho anh em nào thích bảo tồn, và ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Địa chỉ nhà em là 628 Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0976 5678 34 Hiếu Bio. Cửa hàng có tên là Hiếu Bio nha. Rồi, đây không để em chờ lâu, khui thùng, tiến hành khui thùng cho anh em xem cặp Văn Hoa ha. Hàng cũng mới thì đại gửi xuống cho mình luôn nha anh em, khá đẹp, hồng la mướt. Đây, con đầu tiên, lòng đuôi dài, điều đẹp, bóng bẫy, khá ok. Đó, hàng cho anh em xem nè ha. Đẹp, lòng la mướt, cánh đuôi nè, hoàn toàn khỏe mạnh nha anh em. Chim mình bán ra là hoàn toàn khỏe mạnh. Trước khi đi về là mình kiểm tra đầy đủ hết cho anh em xem. Đó, Văn Hoa của nó nè anh em thấy chưa? Văn Hoa Đảo nha, con này thuộc top Văn Hoa Đảo, khá ok, lòng lá mướt, bóng bẫy, con này tương đối khỏe, nắm trên tay mình dùng dãy liên tục. Rồi, cặp mang mã số 242 Văn Hoa Đảo với giá 2 chai bằng 2 triệu, khá ok, đẹp, mướt mát, sạch sẽ. Anh em nào thích cặp này, alo mình liền ha, 0976 5678 34 Hiếu, quận 12, ship toàn quốc. Đó, cho anh em xem ha. Lòng lá rất mướt, con này là mắt đen, 3 tháng tuổi. Những cặp này là mình không bảo hành chống mái nha anh em, đúng cặp riêng, một cha một mẹ đã ra thôi, mình không có trách nhiệm bảo hành chống mái cho anh em ha. Mình chỉ bảo hành chống mái khi chim đang đẻ trên keo, để trực tiếp thì mình mới bảo hành. Khá đẹp, cho anh em xem ha. Lòng lá mướt, ok, đẹp, đều, khá ok. Thì cặp này có mã số 242 với giá 2 chai Văn Hoa Đảo, 2 chai. Rồi, còn tiếp theo ra thùng. Cũng mập mạp, cú nù, rất khỏe, không có dám cầm mạnh, nhưng mà anh này cũng dễ dùng dữ nè. Rồi, lòng lá mướt, bóng bẫy luôn cho anh em xem nè, khá ok. Con này cũng mắt đen luôn ha, hàng đẹp, long lanh. Anh em nào thích cặp này, alo mình liền ha. Mã số 242. Đó, cánh nè, còn lành lặn hết, hoàn toàn nha anh em. Lưng của nó nè, thấy chưa? Trước khi về làm kiểm tra đầy đủ hết cho anh em. Văn Hoa Đảo, một trong những dòng hot bây giờ. Rồi mình cho vào chuồng luôn, chân giò lành lặn hết. Đó, quay cho anh em xem cận cảnh ha. Văn Hoa Đảo nó được bỏ vào chuồng rất cận cảnh. Đó, lòng lá ok hết nha anh em, mướt mát, bắt ra bắt vô hơi xù lông một tí nhưng mà không sao. Đó, để cho anh bài anh nhảy xuống con. Rồi nhảy xuống đây. Đó, nhà mình quá trời chim. Đó, cho anh em xem, thấy chưa? Văn Hoa Đảo, một trong những dòng hot bây giờ, điều đẹp, lòng lá mướt, ok. Đó, dành cho những anh em nào yêu thích dòng này. Số điện thoại của mình là 0976 5678 34 Hiếu. Cặp này có giá là 2 chai, ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Anh em nào cần, alo mình liền ha. Để có một cái mình bán là giá hoàn toàn công khai, nên anh em yên tâm, cứ xem hết clip là có giá báo trong này luôn. Rất đẹp, mướt mát, mang mã số 242.
242 nha anh em. Hàng chuẩn, điêu, đẹp. Bông hoa mơ mặn đầy đủ hết. Bông lưng. Những cặp này anh em nó đang trổ thì những cặp tơ mình không có bảo hành trong máy, chỉ đúng một cặp cha mẹ nó đẻ ra thôi. Quay rất cận cảnh. Rất điều và đẹp ha. Đó, cho anh em xem. Rất cảm ơn những anh em đã tin tưởng và ủng hộ liên tục. Có nhiều anh em ủng hộ 5-7 cặp. Khá ok. Đó, anh em thấy rõ không? Rất kỹ lưỡng, rõ ràng. Quay rất sắc nét cho anh em rồi ha. Đó, để cho anh em có cách nhìn, đánh giá tổng quan. Trước khi mình mua là mình phải xem xét kỹ lưỡng, đúng chim, đúng clip. Bảo hành cam kết là bán cặp nào, gửi cặp nào là bán đúng cặp đó, không tráo đổi chim. Vì em đã bán liên tục đây này nên không có gì anh em phải ngại hết. Hàng có sao là em báo y vậy. Mơ mặn đều đẹp, lông lá mướt, bóng bẫy. Đó, cho anh em xem ha. Khá đẹp. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem clip. Để chúng ta rời clip này, chúng ta đến với clip tiếp theo. Trong này nó có mã số, anh em nào thích mua thì báo mình ha. Những cu thái này là một trong những dòng ưa chuộng nhất bây giờ.